chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình Siêu Chi Nhớ Học Đường. Cô tên là Tuyết Nhi, là giáo viên bộ môn tiếng Anh. Ở video tuần trước, chúng ta đã được đi qua phần từ vựng của Unit 1, Home Life. Và hôm nay, để tiếp nối bài học, chúng ta sẽ đi qua phần ngữ pháp của bài học ngày hôm nay nha. Và bài học của chúng ta sẽ bao gồm 3 phần ngữ pháp chính. Đó chính là Past Simple, là thì quá khứ đơn. Past Progressive, hay chúng ta còn có thể gọi là past continuous, tức là thì quá khứ tiếp diễn, và present perfect, tức là thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn khi diễn tả một completed action. Completed action tức là một hành động đã hoàn thành, đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ là completed action. Ngoài ra chúng ta còn dùng thì quá khứ đơn để diễn tả một habit, một thói quen, một sở thích, hay là fact, tức là một sự thật ở quá khứ. Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn đó chính là chúng ta sẽ thấy last, ago hoặc là yesterday trong câu. Và thì quá khứ tiếp diễn, past progressive hoặc là past continuous, công thức của nó là be, là was, were, đi với verb in. Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, hay là ongoing past actions, hay là một hành động bị cắt ngang, hay là những hành động song song nhau. Đấy. Và điểm ngữ pháp cuối cùng đó chính là thì hiện tại hoàn thành. Và hiện tại hoàn thành công thức là have hoặc has, theo sau là verb 3 hoặc là verb ed. Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành để nói lên một cái kinh nghiệm sống là life experience, hay là past present events, tức là những cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mà mình không có biết rõ cái thời điểm nói, không biết rõ cái thời điểm kết thúc của sự việc đó là gì, thì mình sẽ dùng present perfect. Vậy chúng ta cùng đi qua phần past simple, là phần quá khứ đơn. Công thức của quá khứ đơn đó chính là động từ sẽ được chia ở cột 2 hoặc là thêm ed. Quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra, completed action, một hành động đã xảy ra và đã kết thúc ha, completed action. I have an example. I visited my grandparents last week. Tôi đã đi thăm ông bà vào tuần trước. Last week là tuần trước, là cái việc đi thăm đã xảy ra và đã kết thúc rồi. Cho nên mình sẽ dùng visited là ở thì quá khứ. I visited my grandparents last week. Ngoài diễn tả một hành động đã kết thúc trong quá khứ, chúng ta còn dùng past simple để nói về một sự thật là past fact. I have an example. When I was 10, I didn't like salad, but now I really like it. Tức là sự thật là khi mà tôi 10 tuổi thì tôi không thích salad một tí xíu nào hết, nhưng mà bây giờ thì tôi rất thích nó. Thì sự thật bây giờ là mình thích, nhưng mà ở quá khứ là mình không thích nữa, mình không hề thích. Thì đó là when I was 10 I didn't like. Ở quá khứ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ diễn tả một habit, một thói quen, một sở thích ở quá khứ. She played the piano 3 times a week when she was a child. Khi mà cô ấy còn là một đứa trẻ thì cô ấy chơi đàn piano 3 lần một tuần, nhưng mà bây giờ thì không chơi nữa. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn với những từ yesterday, tức là ngày hôm qua. Ago thì chúng ta sẽ ví dụ như là 2 ngày trước là 2 days ago, 3 tháng trước là 3 months ago, 4 năm trước là 4 years ago. Ago sẽ đi kèm với một con số là đó ha. And last, ví dụ như last day là ngày hôm qua nè, last night là tối hôm qua nè, last month là tháng trước. Và in một năm cụ thể nào đó thì mình dùng in, for example in 2006, trong năm 2006. Tất nhiên là năm này sẽ phải ở quá khứ ha, thì mình mới dùng thì quá khứ được. Công thức của thì quá khứ như sau. Đối với động từ to be thì sẽ được chia thành was hoặc là were. Chủ ngữ sau theo sau đó là was, were, và theo sau là một tân ngữ. Ví dụ they were friends.
họ là bạn, they were friends. Đối với câu phủ định thì chúng ta có thêm not là was not hoặc là were not. Và đối với câu hỏi chúng ta đưa was và were lên trước chủ ngữ thì chúng ta có was, were, theo sau là một trường ngữ và cuối cùng là tân ngữ, were they friends. Còn đối với động từ thường như cô đã nói thì chúng ta sẽ thêm ed hoặc là chia động từ ở cột 2. Đây, she worked yesterday, cô ấy đã làm việc vào ngày hôm qua. Động từ chia ở cột 2 hoặc là thêm ed. Còn đối với câu phủ định chúng ta sẽ có did not, theo sau đó là một verb và verb đến bây giờ thì sẽ chuyển thành base form, tức là đưa về verb nguyên mẫu. Các em nhớ nha, khi đã có did rồi thì mình sẽ quay trở về verb nguyên mẫu. Ở đây là câu phủ định cho nên mình phải có not, did not, theo sau là verb nguyên mẫu. Và đối với câu hỏi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đưa trợ động từ did lên trước và động từ chúng ta vẫn sẽ chuyển về thành verb động từ nguyên mẫu, đó chính là did cộng subject cộng với verb base form. Did she work yesterday?